Xin chào các bạn, đây là kênh Mật Mã Giàu Có. Tại Nhật Bản có host club nam, tất nhiên cũng có host club nữ. So với chàng geisha số 1 Nhật Bản thì mỹ nhân tiếp rượu hàng đầu cũng không hề kém cạnh. Khu giải trí bậc nhất Kabukicho truyền nhau câu nói: Nam hoàng Roland, nữ đế Emiri Aizawa. Cô ấy chính là nữ geisha số 1 trong giới tiếp rượu Nhật Bản đình đám. Dù không uống một giọt rượu nhưng vẫn kiếm được hàng trăm tỷ. Lời nhận xét khách hàng dành cho cô ấy là nàng lọ lem thời đại Heisei. Mức độ đặc sắc của nhân sinh nàng lọ lem truyền kỳ này không hề thua kém chàng geisha Roland. Ngoại hình của cô ấy rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của số đông. Trong bảng xếp hạng các nữ minh tinh được nữ sinh Nhật Bản muốn lựa chọn để phẫu thuật thẩm mỹ nhất, Emiri Aizawa xếp vị trí thứ 5. Aizawa sinh năm 1988, là con gái thứ 2 trong một gia đình. Năm 18 tuổi, Aizawa xách túi rời nhà ra đi. Lúc bắt đầu, cô tiếp rượu ở vị trí thấp cấp nhất, gọi là sushi băm chuyền. Khi đó, cô ở nhờ nhà bạn trai. Cô không hề có ý mong muốn phát triển công việc, thường xuyên đi muộn về sớm hoặc nghỉ làm. Nhìn chung, thuộc tuyếp mọi sự đều dựa dẫm vào bạn trai. Tuy nhiên, năm 20 tuổi, tình cảm của Aizawa và bạn trai đổ vỡ. Cô bị bạn trai đuổi khỏi nhà, không còn một nơi để trú chân sau khi tan làm. Aizawa bắt đầu tỉnh ngộ, người yêu không thể dựa dẫm được, cần phải phát triển sự nghiệp cho riêng mình. Hình ảnh của Aizawa trước mắt mọi người không còn là cô gái dễ thương, mà thành một Aizawa rất sắc sảo. Cô từng bước đi lên vị trí cao hơn, tạo kỷ lục kiếm 30 triệu yên một ngày. Một cô gái truyền kỳ như vậy vì lý do sức khỏe không thể uống rượu, đối với giới tiếp rượu có thể nói là điều cấm kỵ. Nhưng với Aizawa thì lại khác, vì cô ấy có kỹ năng đặc biệt. Dù không uống rượu cũng có thể tạo dựng không khí giống như đã uống rồi vậy. Kỹ năng diễn thuật tốt thật không phải tầm thường. Nếu không uống rượu, vậy khách hàng tìm Aizawa làm gì? Nói chuyện. Trong số những khách hàng của Aizawa, có khách hàng thân quen đã biết cô ấy từ hồi 18 tuổi, ủng hộ đến hơn 10 năm. Nhằm theo kịp tiết tấu của khách hàng, Aizawa thường xuyên tìm hiểu thông tin mới nhất về kinh tế, chính trị, giải trí, chuyện cười qua báo chí và internet để đảm bảo luôn có thể nói chuyện được với khách hàng. Cô ấy còn ghi nhớ sinh nhật, sở thích và thông tin người thân của mỗi khách hàng đến với câu lạc bộ để cuối năm gửi thiệp chúc mừng và email dịp sinh nhật. Ngoài công việc tiếp rượu, cô ấy còn tiến quân vào ngành người mẫu để nâng cao địa vị của mình. Năm 23 tuổi, cô ấy xuất hiện trên tạp chí nổi danh giới trẻ Kawakuma Ageha. Không lâu sau trở thành người mẫu độc quyền cho tạp chí, mở ra lối sống đặc trưng xa xỉ của những cô nàng nóng bỏng. Cô còn sáng tạo thương hiệu của riêng mình. Năm 2013, cô cho ra mắt nhãn hàng thời trang mang tên Emiriwa Wiz, chuyên kinh doanh trang phục dành cho các cô gái tiếp rượu. Năm 2016, mở cửa hàng về tại quê nhà Kabukicho. Ngày khai trương đầu tiên, khách hàng đông nườm nượp, có những người chờ lâu nhất 5 tiếng mới vào được cửa hàng. Sau khi đảm nhiệm vị trí chủ công ty, thu nhập chủ yếu của cô ấy đến từ doanh thu của nhãn hàng. Doanh thu hàng tháng lên đến gần 150 triệu yên. Một người đẹp biết kiếm tiền như vậy, đương nhiên cũng rất biết cách tiêu tiền. Aizawa sở hữu căn hộ cao cấp 120 m2 tại khu Jinjiku tất đất tất vàng. Riêng giá thuê nhà ở đây đã lên đến 14,61 triệu yên. Thậm chí, cô ấy thuê riêng một căn phòng giá 300.000 yên làm tủ thay đồ trưng bày giày dép túi sách của mình. Đúng là người còn không bằng túi. Trong những bức ảnh cô ấy đăng lên Instagram đều là các thiết kế đến từ các thương hiệu danh tiếng Chanel màu trắng, Hermes da cam. Không khó để hình dung ra cảnh tượng cô ấy đi shopping và nói: ngoài mấy món này ra, các món khác gói hết lại cho tôi. Không ngờ rằng một Aizawa rực rỡ như mặt trời ban trưa lại quyết định rút khỏi giới vào tháng 3 năm 2019 để chuyên tâm cho hoạt động kinh doanh của mình. Ở Kabukicho có quy tắc lâu đời, mỗi lần có ai rút khỏi giới thì dù có bận thế nào, mọi người đều phải tham gia ủng hộ. Dễ thấy được khung cảnh náo nhiệt đó khiến cho nhiều đơn vị truyền thông đưa tin về sự kiện rút khỏi giới của Aizawa. Xa hoa, quy mô chắc không đủ để miêu tả sự kiện hôm đó. Ngày hôm ấy, Aizawa lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội, người hâm mộ tặng hoa, tạo nên cả một con đường hoa cho cô ấy. Cô gái đẹp nhất thì cũng cần dùng loại rượu hảo hạng nhất để chúc mừng. Tháp champagne sử dụng trong sự kiện hôm đó có giá trị lên đến 100 triệu yên. Những người đến ủng hộ Aizawa hôm đó đều là những nhân vật tầm cỡ. Trong 2 ngày tổ chức sự kiện, Aizawa thu về 250 triệu yên. Kết màn cho sự nghiệp của nữ hoàng tiếp rượu diễn ra náo nhiệt hoành tráng. Sau khi rút khỏi giới, cô ấy bắt đầu cho mình một ngã rẽ cuộc đời khác. Vì công việc tiếp rượu nói cho đến cùng, kiếm tiền nhờ vào thanh xuân. Khi tuổi tác tăng lên, vẻ ngoài không còn trẻ trung xinh đẹp như xưa, rất khó để củng cố địa vị chỉ nhờ vào sự khéo léo thông minh. Còn làm cô gái tiếp rượu, Aizawa đã phát triển thêm một cách ngành phụ khác, làm người mẫu cho tạp chí, viết tự truyện, ra sách, kinh doanh nhãn hiệu thời trang của mình. Ngoài ra, cô ấy thường xuyên chia sẻ các bí quyết chăm sóc da và phối đồ trên Instagram và YouTube, cùng với kinh nghiệm để trở thành hồng bài của phố Kabukicho. Nàng không được thể hiện hết con người của mình trong một lần, mà phải để đối phương dần hiểu mình hơn. Như vậy, họ sẽ không cảm thấy chán. Để duy trì cảm giác mới mẻ, cần không ngừng làm phong phú bản thân, giúp bản thân có sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, vào thời gian rảnh rỗi,
Cô ấy tham gia rất nhiều hoạt động, học tập kiến thức và kỹ năng, thậm chí tham gia hội nghị của Đảng Dân Chủ Tự Do và chụp hình chung cùng Thủ tướng Nhật, còn thêm tay thỏ cho Thủ tướng Abe trong bức ảnh. Các mối quan hệ, sự giỏi giang, kỹ năng thế này, các bạn thấy có bội phục không?